Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba, 4 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của SPTN Washington DC được mở đầu với bản tin đặc biệt chuyến công tác tại Louisiana của Võ Thành Nhân. Tiếp theo, trong phần 2, được mở đầu với phóng sự Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Và sau cùng là phóng sự buổi lễ tổng lãnh thiên thần Mikael Bổ mạng của Chi hội 2 tháng 10 2016. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt chuyến công tác của Võ Thành Nhân tại Louisiana. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với cô Lê Tấm Hồng Hoa. Thì cô là một những người mà chúng tôi phải nói rằng là có một cái sự gần gũi rất là đặc biệt với lại gia đình của chúng tôi. Nhưng mà hôm nay đây thì chúng tôi xin được giới thiệu đến vị một cái người mà làm rất là nhiều việc thiện nguyện ở trong vùng thủ đô Hoa Thành Đốn này. Và đặc biệt trong cái kỳ lũ lụt vừa rồi tại Louisiana đó thì chúng tôi là cái người trực tiếp đọc cái bức thơ của cô Lê Tấm Hồng Hoa để mà mời gọi tất cả những anh chị hoặc là những người trong cộng đồng của chúng ta biết được cái vụ lũ lụt đó để mà gửi tiền về cho cái gọi là cái nhóm từ thiện tình thương về thì ngày hôm nay chúng tôi cũng vừa đi công tác ở Louisiana về thì đây là cuộc tiếp xúc trước cũng nhằm để mà nói lên được cái kết quả của chuyến đi đó như thế nào và thứ hai là cũng báo cáo cho cô Lê Tấn Mụn Hoa biết là chúng em đã gửi được một số ít tiền mà quà tặng của cô gửi cho một cái tổ chức nó gọi là Food Ben ở Rouge để cho giúp những người lũ lụt thì đó là cái chuyến đi một phần của chuyến đi đó và cuộc tiếp xúc của chúng tôi ngày hôm nay cũng để nhằm tìm hiểu về nhóm tình thương nhóm từ thiện của cô làm những công tác gì ở trong những năm qua trước hết tụi em xin được kính chào cô dạ chào nha yeah. dạ kính thưa cô khi mà chúng ta nói chúng ta có một cái nhóm gọi là nhóm từ thiện tình thương phi xuyên nha đó thì cái mission cái, cái sứ mệnh của nhóm tình thương nó như thế nào mà đã được hình thành dạ thưa cô dạ thưa thưa anh nhân và thưa quý vị khán giả của đài SBTN và dạ, nhóm từ thiện tình thương là dịch ra từ cái tiếng mỹ là charity group of Virginia Affection mà cái từ ngữ affection á, theo trong từ điển á, là cái cái mối thân tình cái 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 liên hệ tình cảm mà chân thật cũng giống như là tình cha mẹ đối với con cái vậy thành ra cái cái chủ trương của cái nhóm tình thương á tuy là nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó bền vững và thủy chung dạ. dạ nhưng mà được biết rằng nhiều năm chúng ta đã sinh hoạt rồi và nhóm này không chỉ giúp cho những người bị lũ lụt hay mình quan tâm và chia sẻ với tình thương mà nó chúng tôi trong trong cái 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 đường mà hoạt động của chúng tôi ấy, thì chúng tôi có 6 cái mục rõ ràng mà cái mục đầu tiên ấy, mà ưu tiên hàng đầu ấy, tức là giúp cho các à, cho học bổng các học sinh và sinh viên nghèo à, ở, ở, ở Việt Nam mà theo trong 10 năm vừa qua những cái hoạt động của chúng tôi ấy, là nhằm phát triển văn hóa Việt Nam và Mỹ qua các hoạt động xã hội và cộng đồng và thứ nhì á, là trợ cấp học bổng cho học sinh sinh viên nghèo huấn nghệ cho các em khuyết tật cũng như là bảo trợ các trẻ em mồ côi giúp đỡ thương phê binh việt nam cộng hòa các cụ già neo đơn và cuối cùng á, là giúp đỡ nạn nhân thiên tai dạ thì cũng xin thưa quý vị là khi nói nạn nhân thiên tai thì đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi biết nhóm từ thiện của Virginia tổ chức để mà gây quỹ trước đó mình cũng có giúp cơn bão hai gian hải ở philippines rất là nhiều và dạ, dạ. thì cũng có được sự hợp tác với lại tsunami, cô và cô, dạ. Dạ, tsunami nữa dạ. rồi oklahoma rồi cái ebola cũng có và dạ, thưa anh nhân cũng như quý vị khán giả cái quan niệm của nhóm từ thiện tình thương Á là cái, cái giá trị vật chất, cái giá trị tài chánh thì nó nhỏ nhưng mà chúng tôi hướng đến cái giá trị tinh thần. Ví dụ như cái cái trận bão vừa rồi ở Louisiana đó thì mình quyên góp được được có bao nhiêu có 8.600 mấy nhưng mà tôi cũng chia ra làm nữa một năm ngàn đồng thì gửi cho bên kia còn ba, ba ngàn mấy thì nhờ anh nhân đưa cho phút ban chi để mình nói với người mỹ là tôi cảm ơn quý vị 41 năm về trước quý vị đã cứu trợ chúng tôi thì bây giờ chút của twitter tóc mà nghĩa so nghìn trùng mình gửi lại cho người ta dạ yeah. yeah. uh, kính thưa quý vị đó là cũng một, một những cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rất là hay là khi mà chúng ta là người Việt Nam chúng ta giúp người Việt Nam nhưng mà khi mà chúng tôi mang cái bức thư trong đó có một cái chi phiếu của cô Lê Tấm Mộng Hoa đó thì chúng tôi được biết rằng ở trên chi phiếu này sẽ dùng cho phước đen và khi chúng tôi xuống tận Baton Rouge, thì được một số anh chị em ở đó đưa chúng tôi đến để mà gặp những người ở nơi đó để mà họ nhận cái check đó và chúng tôi đã đọc cái lá thơ của cô Lê Tấm Hồng Hoa cho cái người mà nhận chịu trách nhiệm nhận cái chi phiếu đó họ rất là cảm động họ có cả một cái cảm nhận rất là đặc biệt về người Việt Nam chúng ta Họ biết rằng chúng ta không có đông người, không có nhiều người Nhưng mà có những người của chúng ta cũng bị lũ lụt nữa Nhưng mà chúng ta đã dành được một phần để mà chúng ta giúp cho những người Mỹ Những người bản xứ để cho họ có cái phương tiện giống như là Dúng cho food để họ cung cấp được thức ăn cho những người bị lũ lụt Chúng tôi nghĩ đó là cái việc làm rất là hay mà Nhưng mà cũng nói thêm với quý vị rằng đó là Cái cô chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại Louisiana Rất cảm ơn cô Lê Tống Hồng Hoa đã gửi tiền trước chứ không phải là có tiền rồi mới gửi đã ứng trước một số tiền tức là trong lúc mà chúng ta đang gây quỹ thì họ đã biết tin rằng nhóm từ thiện ở tại Việt sẽ giúp họ do đó nên cái niềm tin đó làm cho họ phấn khởi lên và chị Châu chính chị Châu chỉ nói rằng là trong những buổi họp mà chúng tôi được vào tham dự đó họ nói họ rất là sung sướng khi có những người ở Việt mà cũng thành thật mà nói thì à, quý đồng hương ở Việt khi coi chương trình truyền hình này thì cũng thấy rằng á, đa số người Việt ở vùng thủ đô Hoa Tỉnh Đốn để ý tới cái cơn lũ lụt vừa rồi À, rất là rất là nhiều do đến từ cái sự giúp đỡ rất là tận tâm không chỉ có qua cái nhóm tình thiện nhóm từ thiện tình thương không mà chúng ta còn có nhà Việt Nam rồi có một số những cái tổ chức à, tôn giáo cũng có gửi à, tiền về cho à, những người ở lũ lụt hoặc là trợ giúp họ qua những cái phương tiện về à, giống như là đến đó để mà giúp giống như những anh chị em Hướng đạo ở bên Houston liên đoàn La Sang họ cũng đến giúp cũng chân tình lắm. Dạ à, thưa quý vị. Um tôi muốn nói thay mặt cho tất cả, cả các anh chị em của nhóm từ thiện tình thương là uh, cái nhóm từ thiện tình thương cái charity group of virginia Affection này là một cái cơ quan thiện nguyện mà uh, bắt vụ lợi uh, được cái quy chế là 501c3 thành ra uh, từ một đồng tới uh, ví dụ một trăm đồng hay một ngàn đồng mà quý vị gửi vô cái này uh, thì nó sẽ trực tiếp cấp thập bổng hay là trợ giúp những cái người kém may mắn à, không có cái chi phí nào khác mà cũng tại vì cái hội của chúng tôi nó rất là nhỏ so với những cái Red Cross hay là United Way hay là cái gì nhưng mà chúng tôi dùng cái cách là liệu cơm gấp mắm Đó là mọi việc đều trực tiếp ví dụ như quý vị thấy cái tiền mà uh, trợ giúp lũ lụt ở Baton Rouge đó, thì năm 000 đưa cho cô Trần Ngọc Châu, còn ba 000 mấy thì nhờ trưởng nhân đem xuống cho Food Bank Baton Rouge. Thành ra à, mong là quý vị à, khi nào mà quý vị chúng tôi có kêu gọi thì quý vị hoan hỷ giúp cho chúng tôi. À, với cái, cái cái địa chỉ của chúng tôi là Piop, Charity Group of Virginia nhóm từ thiện tình thương Virginia PO Box 1754 Anandale Virginia 22003 cũng mời quý vị lên cái website của nhóm từ thiện tình thương đó, là www từ thiện tình thương va.com để biết các hoạt động của nhóm từ thiện tình thương trong 10 năm vừa qua và yeah, xin cảm ơn anh nhân và cảm ơn quý vị khán giả và yeah, ngày mai thì chúng tôi cũng xin gửi tiếp tục những hình ảnh mà chúng tôi à, thu được những thước phim mà chúng tôi à, có được ở tại Baton Rouge cũng giống như Lafayette à, ngày mai sẽ có những cuộc phỏng vấn mà chúng tôi phỏng vấn ngay cả người à, chủ tịch cộng đồng tại Louisiana đó là chị Trần Ngọc Châu à, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem